Thưa quý vị, sau hơn một tháng hình thành để góp phần cùng cộng đồng khống chế đẩy lùi dịch COVID-19, Tổ chốt chặn xử lý dịch COVID-19 Hải An 1, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn đã chính thức được dỡ bỏ trong niềm hân hoan và đồng đầy kỷ niệm của những thành viên trong tổ. Về những ngày quyết tâm bám tổ, bám chốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao, họ xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Chính vì vậy mà bà con trong khu vực gọi chốt kiểm soát này với tên gọi rất thân thương, chốt gia đình phòng chống dịch Hải An 1. Xác định là một trong những vị trí quan trọng tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin Việt Hàn, khu cách ly tập trung với 245 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 được thành phố tập trung về đây đã hơn một tháng qua. Những thành viên tham gia tổ chốt chặn xử lý COVID-19 Hải An 1 đã không quản ngày đêm, dù nắng hay mưa, đều có mặt để tham gia chốt chặn, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm và vật dụng cần thiết từ bên ngoài vào bên trong khu cách ly tập trung, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, các thành viên trong tổ cũng đã phân công thay nhau đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, tổ chốt chặn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện theo với chỉ đạo của cấp trên, anh em cũng đã đồng lòng, quyết tâm như một nhà để đẩy lùi cái dịch bệnh COVID với một sự quyết tâm cao nhất. Một tháng 6 ngày cùng tham gia công tác phòng chống dịch. Với tinh thần trách nhiệm, mỗi thành viên của tổ chốt chặn xử lý dịch COVID-19 Hải An cảm thấy tự hào vì đã góp một phần nhỏ trong việc nhanh chóng khống chế dịch bệnh. Thời gian bám tổ, bám chốt đã lưu lại trong mỗi người những tình cảm, kỷ niệm thân thương về tình làng nghĩa xóm và xem tổ chốt chặn như ngôi nhà thứ hai của mình. Chốt trực ngày hôm nay đã được hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì cũng nhờ tất cả sức tập hợp của các anh em trong gia đình. Vinh dự và tự hào là giữa có tình hàng xóm đã gắn bó và động viên tinh thần khích lệ cho chúng tôi. Niềm phấn khởi của riêng bản thân tôi, giống như trong anh em, chúng tôi coi như là tổ chốt chặn là một gia đình thứ hai của chúng tôi. Những thành viên chốt gia đình Hải An 1 sẽ nhớ mãi những ngày cùng nhau dài nắng, dầm sương, tuần tra, canh gác và chốt chặn. Tuy vất vả, nhưng họ luôn ấm lòng khi các mạnh thường quân, người dân trong khu vực đã tình nguyện mang đến trao tặng những món quà như một lời tri ân, động viên, cũng như trao gửi niềm tin để những thành viên chốt gia đình Hải An 1 nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành thành phố đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.